chào mừng các bạn đến với chống diễn biến hòa bình các bạn thân mến gọi ngụy quyền sài gòn là cực kỳ chuẩn mực đúng cả về bản chất của các chế độ ấy và đúng cả quy luật nghĩa của văn tự tiếng việt gọi ngụy quyền là trí tuệ tuyệt đỉnh của bác hồ của nhân dân ta và của đảng ta vì chưa bao giờ có cái gọi là nước quốc gia việt nam cộng hòa chống diễn biến hòa bình giới thiệu đến các bạn bài viết của thanh minh mở não ra dùng đừng ngu ngốc kẻ trở thành kẻ phản bội nhiều người dám tự đắc khẳng định rằng gọi viết việt nam cộng hòa không sai vì nó là tên một thực thể một chính quyền có thật đã từng tồn tại ở miền nam vân vân và mây mây xin thưa các cụ các cụ không hiểu thật hay cố tình không hiểu vậy để lão già này nói ngắn gọn thế này cho dễ hiểu nhé trên thế giới này tất cả các nước quốc gia dân tộc trên thế giới này không có cái chính quyền thực thể nào có cái tên riêng cả đâu ví dụ luôn nhé khi ta gọi chính quyền chính phủ việt nam thì cái tên việt nam là tên của một nước là nước việt nam gọi viết chính quyền chính phủ mỹ thì cái tên mỹ là tên nước quốc gia hoa kỳ nếu chuẩn hơn nữa thì phải viết gọi là chính quyền chính phủ của nước nhà nước Mỹ hoặc chính quyền chính phủ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tức là cái chính quyền chính phủ là bộ máy lãnh đạo khi gọi thì thường phải gắn liền tên của nước quốc gia cụ thể có thật, có tên gọi của nước quốc gia đó. Vậy cái tên Việt Nam Cộng Hòa có phải tên của một nước quốc gia có thật không hả? Nếu có thì cái nước quốc gia đó ở đâu thế? Và nếu nó là một nước quốc gia thì nó bán nước của nó cho Mỹ chứ liên quan gì đến nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa mà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa lại đi đánh nó chứ? Gọi ngụy quyền Sài Gòn là cực kỳ chuẩn mực đúng cả về bản chất của cái chế độ ấy và đúng cả quy luật, nghĩa vụ, nghĩa của văn tự tiếng Việt gọi ngụy quyền là trí tuệ tuyệt đỉnh của bác hồ của nhân dân ta và của đảng ta vì chưa bao giờ có cái gọi là nước quốc gia việt nam cộng hòa nếu không hiểu đúng bản chất thì sẽ rơi vào bẫy của bọn ngụy quân ngụy quyền bọn phản động bọn chống cộng cực đoan bọn xâm lược sẽ vô tình hữu ý xuyên tạc sự thật lịch sử sẽ vô tình hữu ý trở thành cái phản bội cách mạng ngay lập tức muốn im lặng thì cũng nên dập tắt ý nghĩa sai trái đi muốn yêu nước thì phải yêu nước chân chính đi muốn phản bội thì cứ nói toạc ra luôn đi đừng xảo quyệt như những nhà sử học khi bước đầu thì họ úp mở nói rằng bỏ chữ ngụy và nên gọi là việt nam cộng hòa vì nó là một chính quyền có thật và cuối cùng bị phê phán đuối lý thì ông tiến sĩ sử học nguyễn mạnh hà lại khẳng định toạc ra rằng việt nam cộng hòa là một quốc gia vì ông ta hiểu rất rõ không có cái chính quyền nào có tên là việt nam cộng hòa mà việt nam cộng hòa là tên một quốc gia bố khỉ cố gắng mở não ra đi đừng tranh luận bảo vệ ngụy theo kiểu ngu ngốc nữa